Người đàn ông ở khách sạn 5 sao suốt 603 đêm mà không trả một xu nào. Một chuyện khó tin đã xảy ra tại Ấn Độ khi khách sạn 5 sao nổi tiếng ở đây đã buộc tội một người đàn ông ở phòng của họ tổng cộng 603 đêm mà không trả một đồng. Ngày 22 tháng 6 đưa tin cảnh sát địa phương đang tiến hành điều tra về vụ việc xảy ra tại một khách sạn 5 sao danh tiếng nằm gần sân bay quốc tế. Vị khách đã ở chùa khách sạn 5 sao, anh ta đặt phòng tại khách sạn này vào ngày 30 tháng 5 và đáng lẽ phải rời đi vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, anh này đã kéo dài thời gian ở khách sạn 5 sao này lên đến 603 đêm và kèm theo đó là 70.000 USD tiền phòng không chịu thanh toán. Đại diện của công ty vận hành khách sạn đã báo cáo cảnh sát về vụ việc này. Khách sạn đã cáo buộc một trong những nhân viên của mình về tội lừa đảo. Đại diện khách sạn cho rằng trưởng bộ phận tiền sảnh đã cho phép anh khách này ở lại lâu dài, vi phạm quy định của khách sạn. Người trưởng bộ phận có quyền truy cập vào hệ thống máy tính của khách sạn để theo dõi các khoản phí của tất cả các khách lưu trú. Theo ban quản lý khách sạn, người trưởng bộ phận đã nhận được một số tiền mặt từ vị khách để anh ta có thể ở lại quá hạn. Có khả năng người trưởng bộ phận đã thao túng hệ thống phần mềm nội bộ để che mắt việc lưu trú dài ngày của vị khách này. Theo quy định của khách sạn, nếu các khoản phí chưa thanh toán đang chờ xử lý của khách vượt quá 72 giờ, phải thông báo cho CEO và kiểm soát viên tài chính để nhận chỉ thị. Tuy nhiên, người trưởng bộ phận này đã không thông báo về trường hợp của vị khách.